Ok hello, xin chào mọi người, lại là mình đây. Hiện tại shop mình đang bán ơ cao cực rẻ chỉ từ 50.000. Link shop ở phần mô tả video nhé. Link tải hack và script mình để ở mô tả video nha. Trước khi vào clip đừng quên cho mình một like, một đăng ký và nhấn vào cái chuông để nhận được clip mới nhất của mình nhé. Ok thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải và get key của Trigon nha. Trước hết mọi người vào cài đặt, vào phần bảo mật và bật không được bảo vệ nhé. Mọi người chỉ cần vượt cái link mình để ở mô tả video là tải được, và khi nào Trigon update hay gì đó thì mình sẽ đăng video cho mọi người nhé. Giờ thì mở Trigon lên. Copy link get key và chọn giờ hết hạn key tùy các bạn. Dán lên Chrome. Chọn dòng cuối. Tắt web quảng cáo và không được tải bất cứ thứ gì. Chọn tôi là con người và hoàn thành cái này. Vậy là xong rồi. Giờ thì tạm biệt mọi người.